là một thương hiệu chuyên về mỹ phẩm từ nội địa Trung Quốc được yêu thích từ lâu. Những sản phẩm đến từ Perfect Diary đều nhanh chóng cháy hàng ở thị trường Trung Quốc cũng như quốc tế. Vì vậy, bút kẻ mắt Perfect Diary cũng không ngoại lệ. Để tìm hiểu nguyên nhân, bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cụ thể về bút kẻ mắt Perfect Diary. Đôi nét về Perfect Diary. Perfect Diary là một thương hiệu chuyên về mỹ phẩm nội địa đến từ Trung Quốc. Perfect Diary đã được nhiều người biết đến như một dòng sản phẩm mỹ phẩm cao cấp có tiếng chuyên về make up, skincare như là phấn má, highlight, phấn mắt cọ, son, mặt nạ ngọc trai. Dù mới được thành lập 5 năm, nhưng những sản phẩm từ hãng nhanh chóng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng bởi thiết kế cũng như chất liệu sản phẩm. Là một thương hiệu thành công nhờ vào thương mại điện tử, Perfect Diary luôn luôn nắm bắt tâm lý khách hàng cũng như nhanh chóng cập nhật xu thế giới trẻ hiện đại. Ưu nhược điểm về bút kẻ mắt Perfect Diary. Nhược điểm của bút kẻ mắt Perfect Diary. Bút kẻ mắt Perfect Diary được đánh giá phù hợp sử dụng với da khô nhiều hơn là da dầu. Vì vậy, có một số người dùng thuộc da dầu sử dụng dễ dàng bị lem màu. Lúc mới bắt đầu kẻ mắt, mắt sẽ cảm thấy hơi cay cay, nhưng sau một lúc thì cảm giác này nhanh chóng biến mất. Bên cạnh đó, còn một điểm trừ nữa là lâu khô vì đây là bút kẻ mắt dạng nước, vì vậy mà khi kẻ bạn cần thật cẩn thận để không nhòe sang vùng da khác. Ưu điểm của bút kẻ mắt Perfect Diary. Với thiết kế nhỏ gọn, bút kẻ mắt Perfect Diary khá gọn tay và nhẹ khi cầm lên. Đầu bút mảnh, dài và nhọn giúp người dùng dễ kẻ. Bên cạnh đó, bút còn lên nét dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo mảnh nhỏ. Lướt tay đến đâu màu nét đến đó và không bị tòe đầu khác với những bút kẻ mắt thường thấy. Mới cầm lên tay đã được lòng khác nhiều khách hàng khó tính vì khá là nhẹ và gọn tay. Chưa kể ngay từ lần sử dụng đầu tiên lướt đến đâu là có màu nét đến đó. Bút kẻ mắt có màu đen nhưng không đậm và không quá sắc nét. Vì vậy đây cũng là một điểm cộng đối với những người muốn kẻ mắt sắc. Điểm đặc biệt ở bút kẻ mắt Perfect Diary mà được ưa chuộng chính là không trôi, không lem cho dù người sử dụng đi làm từ sáng đến chiều về. Ngay khi đi biển, màu cũng không dễ dàng trôi mất. Vì là bút kẻ mắt nước nên những đường kẻ vô cùng mảnh nhẹ, đậm màu sắc nét mà vẫn đảm bảo tẩy trang dễ dàng. Bút kẻ mắt này phù hợp cho những người make up tự nhiên. Giá thành vô cùng phù hợp cho người tiêu dùng chỉ dao động dưới 150k, vì vậy ngay cả khi học sinh sinh viên cũng dễ dàng sở hữu để trải nghiệm. Hướng dẫn sử dụng, kẻ dọc theo hàng mi, sử dụng đầu bút để tạo một đường mảnh và rõ nét, để có một đường kẻ đậm và rõ ràng, đặt bút ở một góc thích hợp và dùng lực ấn mạnh hơn một chút. Nên mua bút kẻ mắt Perfect Diary ở đâu? Những sản phẩm đến từ nhà Perfect Diary đang được nhiều người tìm mua, đặc biệt là bút kẻ mắt Perfect Diary luôn nhanh chóng tẩu tán ra thị trường số lượng lớn bởi công dụng lâu trôi và nhanh khô. Vì vậy, ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp, shop, cá nhân mang bút kẻ mắt này về Việt Nam kinh doanh. Đây cũng là một khó khăn lớn cho khách hàng khi không biết lựa chọn mua ở đâu uy tín. Beauty Insight cũng là một nhà phân phối sản phẩm bút kẻ mắt uy tín lấy từ Trung Quốc chính hãng mà bạn nên tham khảo. Tại đây cam kết những sản phẩm chất lượng, dịch vụ giao hàng nhanh chóng và mức giá phù hợp với mọi người. Còn chần chừ gì nữa mà không đặt hàng link dưới video để sở hữu sản phẩm này.